Tại Cần Thơ, một nhóm học sinh trường trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa vừa giành ngôi vô địch cuộc thi nhảy đồng diễn do Queen Việt Nam và Thành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của 10 đội thi từ 10 trường trung học phổ thông. Các nhóm đã mang đến nhiều tiết mục với nội dung phong cách biểu diễn đa dạng. Đội ngũ ban giám khảo chuyên môn chọn ra 3 vị trí cao nhất, lần lượt là New Gen, trường trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, với phần thưởng 10 triệu đồng cùng một cúp vàng. Warrior trường trung học phổ thông Phan Giang Trị nhận 6 triệu đồng và cúp bạc. The Zip trường trung học phổ thông Châu Giang Điêm được trao cúp đồng và 3 triệu đồng. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ ngày hội Học sinh Ba Tốt gồm hoạt động tuyên dương 37 cá nhân đạt danh hiệu Học sinh Ba Tốt và nhiều sự kiện giáo dục vui chơi lành mạnh cho học sinh trung học phổ thông.